Chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mai Anh Trail. Ngày mai thì sẽ là một clip so sánh hai dòng TV có phân khúc giá khoảng 35 triệu đổ lại của Samsung. Các bạn nhớ nhé, 35 triệu và 65 inch của Samsung. Cái model ngày hôm nay em sẽ so sánh để các bạn cùng xem là 65Q80R của năm 2019, và ở phía xa là con 65Q80T của năm 2020. Vậy thì trong khoảng 35 triệu thì các bạn nên mua cái con 80R của 2019 hay là 80T của năm 2020. Đấy, một clip rất là thiết thực để các bạn có thể biết được những cái tính năng, đặc điểm, thông số kỹ thuật cũng như giá thành của hai cái dòng TV này. Rất mong nhận ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn subscribe đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip so sánh, review các dòng TV trên thị trường. Cảm ơn các bạn. Trước tiên là con 65Q80R. Mã hàng này thì đã được em quay review rất nhiều trong năm 2019 rồi. Và hiện tại đến thời điểm này thì nhiều đơn vị vẫn còn hàng và còn không có quá nhiều. Nên là khi mà các bác đi tìm mua những cái địa chỉ mà các bác tìm được cái mã này thì nhiều đơn vị họ chỉ còn hàng trưng bày, hàng quay. Tức là hàng đã để trên kệ của siêu thị bày bán như em đang quay để các bác xem các bác nhé. Mã hàng 80R trong năm 2019 đó là dòng Crest cao cấp của Samsung. Nói là cao cấp bởi vì bên dưới của nó thì còn rất nhiều mã khác, và con này đã hội tụ rất là nhiều những cái công nghệ từ màn hình cho đến các cái tính năng cũng như về cái thiết kế. Con 80R này thì có giá bán tại thời điểm hiện tại của bên em sau khi trừ hết quà còn khoảng 35 triệu lăng. Giá rất là rẻ so với cả thời điểm ra mắt. Cách đây được khoảng 6-7 tháng thì con này giá thành trên 40 triệu. Và con này thì có một số cái đặc điểm mà các bác cần biết, và để mà so sánh được với những dòng Q-LED trong năm 2020 thì các bác sẽ phải nhớ rõ và so sánh kỹ trước khi quyết định bỏ một số tiền khoảng tầm 35 triệu đó ra để mua một chiếc TV như thế này. 65Q80R là dòng Q-LED TV cao cấp của Samsung. Con này thì sở hữu cái công nghệ màn hình chấm lượng tử. Tức là em đã nói rất là nhiều về cái màn hình chấm lượng tử của QLED rồi. Nó sẽ cho cái hiển thị từ độ tương phản, độ sâu của màu đen, màu sắc cho đến cái chi tiết cũng như cái góc nhìn thì QLED nó sẽ có khác biệt hoàn toàn so với các cái dòng TV LCD khác trên thị trường. Con 80R này thì có cái công nghệ Ultra View Angle, tức là nó sẽ có công nghệ góc nhìn cực đại. Đây các bạn nhìn này, bên em thì phía trước đang là mặt kính nhé, và con này em đang đứng lệch về phía bên phải, thì các bác nhìn cái hình ảnh chi tiết thể hiện trên cái màn hình của con Q80R vẫn rất là sắc nét và chi tiết, nó cũng không có bị bóng, bị lóa. Con này thì giá thành đã giảm sâu, và năm nay thì có cái mã hàng 65Q80T mà một lát nữa thì em sẽ quay để phục vụ các bác xem là cái khác biệt, cũng như là các bác nên mua cái dòng 80T hay 80R. Với 65Q80R sử dụng công nghệ màn hình chấm lượng tử, có bộ vi xử lý Quantum Processor 4K có xử lý chi tiết hình ảnh, cho cái hình ảnh hiển thị vô cùng sắc nét và tinh tế. Tất cả các nguồn tín hiệu phát đầu vào mà khi mà qua được cái bộ vi xử lý này của con 80R này thì nó sẽ được thể hiện trên màn hình rất là đẹp. Ngoài ra thì nó còn có cả công nghệ đèn Direct Full Array 8X. Cái công nghệ này là công nghệ kiểm soát cái đèn LED trên cái màn hình của cái thằng 80R. Nó giúp cho cái block đèn của TV nó thay nhau bật tắt để tạo ra những cái khung hình thể hiện, giúp cho cái độ tương phản cũng như độ sâu của màu đen khác biệt hoàn toàn. Số lượng đèn LED của cái dòng 80R này đạt đến 96 block. Tức là khi mà các bạn đi mua TV QLED mà có được tư vấn về cái độ sâu của màu đen thì các bạn hỏi về cái đèn LED thì nó đạt bao nhiêu block. Với con 80R này đạt đến 96 block. TV càng nhiều block thì cái độ sâu của màu đen, chi tiết, hình ảnh thể hiện nó càng sắc nét. Ngoài cái công nghệ đó ra thì
Con này có cả công nghệ quantum HDR 1500 lít nữa. Với cái công nghệ đó thì HDR càng cao, nó cho cái độ sáng của TV thì nó sẽ càng lớn, hình ảnh thể hiện cũng như các bác xem trong những cái môi trường bị lóa sáng hoặc bị tối thì nó sẽ chống và thể hiện vượt trội hoàn toàn. Cùng là TV để phía trước màn hình nhưng mà với những chiếc TV mà không có cái HDR đó thì các bạn nhìn nó sẽ rất là loáng. Đấy, các bạn nhìn em đang thể hiện này. Con này thì có thiết kế tràn ba viền. Cái thiết kế tràn ba viền thì năm nay 2020 thì Samsung cũng đã tích hợp rồi viền kim loại, và một điểm vô cùng đặc biệt trên cái dòng này chính là cái hộp đang dựng kia. Em sẽ di chuyển qua cái hộp đó để các bác cùng xem. Cái hộp mà dựng cạnh con TV này thì người ta gọi là hộp One Collect. Cái hộp One Collect này thì được kết nối với TV qua một sợi cáp dài và mỏng như vậy. Tất cả từ nguồn tín hiệu, âm thanh, video thì sẽ truyền lên TV qua cái hộp này. Đấy, rất là hay. Với các bác treo tường hoặc các bác để kệ thì các bác có thể ẩn hết dây đi. Nên là nhìn khi mà khách vào căn phòng của các bác thì các bác nhìn nó sẽ không còn thấy cái dây này. Đấy, nó ẩn đi. Cái hộp này các bác có thể cất ở trong hộp của TV, rất là tinh tế và gọn gàng. Hệ thống các cổng kết nối như HDMI, USB, cổng mạng LAN, cổng optical. Đây các bác nhìn này. Đấy, cổng anten thì đều được tích hợp trên cái hộp này. Rất là hay. Khác biệt của con 80T nó chính ở cái điểm như vậy. Một lát nữa em sẽ di chuyển qua con 80T để các bác cùng xem. 80R thì vẫn sử dụng hệ điều hành TizenOS, tức là tất cả TV của Samsung từ dòng thấp cho dòng cao thì đều tích hợp cái TizenOS đó hết. Và tất cả ứng dụng thì các bác sử dụng này, điều khiển con remote các bác ấn ngôi nhà nó sẽ hiển thị hết một loạt ở bên dưới. Các bác chuyển di chuyển sang trái phải và các bác đã có thể lựa chọn được rồi. Một chiếc TV với màn hình chấm điện tử, đèn nền Direct Full Array 8X với 96 block, có bộ xử lý Quantum Processor 4K, công nghệ Quantum HDR 1500 lít, công nghệ góc nhìn cực đại Ultra View Nano, thiết kế tràn ba viền, viền kim loại có hộp One Collect, giá thành 35 triệu 5. Vậy thì các bác sẽ mua con này hay là mua con tiếp theo đây? Em sẽ quay với mã hàng của năm 2020, 65Q80T các bác nhé. Trước mắt các bác là Q80T, bên trên là 65, còn bên dưới là 55. Vậy thì so sánh với cả Q80R thì con Q80T lại có những đặc điểm giống và khác nhau như thế nào? Giá thành thì Q80T đang rẻ hơn. Em vừa nói ở clip trước là con Q80R là 35 triệu 5, còn Q80T hiện tại đang bán có 31 triệu 190 thôi, sau khi trừ hết quà. Mã hàng trước mắt các bác là dòng model Q80T QLED TV của Samsung trong năm 2020. Con này sẽ có một số cái đặc điểm các bác cần biết như sau. Đối với cái bộ xử lý giống như Q80R thì nó cũng có bộ xử lý Quantum Processor 4K rồi, xử lý cái nguồn tín hiệu đầu vào trên TV QLED cho chất lượng hình ảnh chi tiết sắc nét hơn. Con này thì cũng có công nghệ đèn LED Direct Full Array, xử lý cái độ sâu của màu đen, nó cho độ sâu màu đen vượt trội hoàn toàn so với các dòng TV trên thị trường. Tuy nhiên thì block, tức là cái số lượng block trên con Q80T thì chỉ bằng một nửa so với con Q80R thôi. Con này là 48 block, còn Q80R là 96 block. Đối với các bác quan trọng về cái độ sâu của màu đen, các bác nhìn cái độ tương phản, những cái viền tối xung quanh những khung hình trên TV. TV càng nhiều cái block đó thì nó sẽ cho cái độ sâu càng đẹp, càng tuyệt vời. Một điểm khác đầu tiên. Điểm khác thứ hai trên cái con Q80T so với Q80R đó chính là cái hộp One Collect. Q80T thì không có, còn Q80R thì có. Đối với các bác mà sử dụng nhiều những tín hiệu nguồn phát đầu vào, ghét cái việc trong quá trình mà các bác cắm các cái tín hiệu phát lên TV qua cổng kết nối tích hợp, đây là con 80T các bác nhé, 80T này, nhưng mà đây là con 75Q80T này. Đấy. Thì tín hiệu các bác cắm vào, các bác phải cắm ở sườn, và vô tình mà TV to, TV treo tường hoặc ở những vị trí mà khó cắm ấy thì rất là vất vả trong quá trình cắm. Nên là nếu lựa chọn thì lựa chọn những con có hộp One Collect như kia. Hộp One Collect các bác kết nối với TV qua một sợi cáp dài nên các bác cắm rất là dễ, đơn giản. Đấy. Cái đặc điểm khác biệt nữa trên hai thằng
đây là 8R này, nhưng đây là 550. 8R đó cái chân đế của 8R là chân đế chống phía trước, một trụ giữa và một thanh ngang dài phía trước. Còn đối với 80T thì là một cái tấm kim loại vuông vắng đặt chính giữa. Cái việc mà để cái chân đế thì nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề của các bác là kệ, mặt kệ của các bác nhà là như nào. Đối với nhà các bác mà kệ dài phẳng thì để rất là dễ, nhưng đối với một số bác mà kệ ngắn hoặc là có đôn hai bên thì các bác cũng phải lưu ý cái vấn đề đặt chân kệ này. Con 80R và 80T thì đều có thiết kế tràn 4 viền. Tuy nhiên thì cái viền cuối cùng này thì nó vẫn có một cái chút gì đó nhìn rất thô bởi cái logo chính giữa kia. Nó không được tràn viền 4 cạnh như dòng 8K. Đấy, dòng 8K cao cấp 950F em đã quay để các bác xem rồi. Đây, các bác nhìn này, viền của hai thằng cũng rất là giống nhau. Đấy. Nên là cái vấn đề tấm màn, cái độ sâu của màu đen, bộ xử lý quan tâm processor 4K và cái giống nhau là cái quan tâm HDR 1500 lít thì hai thằng giống nhau về cơ bản. Khác nhau là cái Direct Full HD 48 trên Q80T, 96 trên Q80R và hộp One Collect. Còn về 80T của năm 2020 thì nó còn có rất nhiều những cái vượt trội hơn. Nó thua về số lượng block, thua về hộp One Collect nhưng nó sẽ vượt trội hơn về những cái sau. Con Q80T này thì nó sẽ có những cái đặc điểm mà các bác sẽ cần phải lưu ý. Đầu tiên là công nghệ âm lượng, âm thanh nó sẽ di chuyển theo đối tượng, đó là Object Tracking Sound. Một cái nữa là Active Voice Only trên Q80T. Active Voice Only là cái công nghệ nó tự động điều chỉnh âm thanh phù hợp với môi trường mà các bác đặt con Q80T này. Vô tình mà các bác ngồi xem TV mà vợ các bác dọn phòng bật cái máy hút bụi lên, tiếng máy hút bụi ồn hơn so với cả tiếng nhân vật thể hiện trong TV, thì con này nó sẽ có cái công nghệ AVA, Active Voice Only, đó nó tự động nó tăng cái âm lượng của nhân vật lên, nó khiến cho các bác nghe rõ ràng hơn. Còn trên Q80R thì không có cái công nghệ này. Năm nay thì TV Samsung thì vẫn sử dụng hệ điều hành TizenOS, sử dụng điều khiển One Collect thông minh tìm kiếm giọng nói tiếng Việt, nhưng mà trên Q80R thì không có công nghệ Multiview. Công nghệ Multiview là chia đôi màn hình. Các bác có thể sử dụng điện thoại của thông minh của các bác vừa trình chiếu lên TV và các bác vừa xem nguồn tín hiệu trên TV song song, rất là hay. Trên 80R thì chưa có. Cái mà em khuyên một số bác nữa là các bác lên cân nhắc trong cái việc lựa chọn Q80R tại thời điểm này. Đối với nhiều đơn vị ấy, như các bác biết rồi, năm nay một năm rất là khó khăn bởi vì Covid, nên là số lượng TV, những cái dòng TV cũ bên em thì cũng chỉ 80R cũng gần hết hàng này, 65Q80R cũng gần hết. Bây giờ chỉ toàn là Q, các dòng mới của năm 2020 như Q80T, Q75T, Q65 hoặc Q95T thôi. Còn những dòng R là đã hết hàng gần hết rồi. Nên là khi mà các đi mua với các đơn vị thì rất nhiều đơn vị họ không còn hàng nguyên hộp nữa, họ chỉ còn hàng trưng bày thôi. Nên là để mua được một chiếc TV mới thì các bác cần mua hàng ở những đơn vị có tâm. Và các bác có thể trao đổi về vấn đề TV đã trưng bày lâu hay chưa. Đây, ví dụ như bên em TV mới ấy, thì thường là không bao giờ bật, cắm lên chỉ để đó thôi. Còn vô tình có khách nào vào xem thì bật lên đầm mua khoảng vài chục giây rồi lại tắt đi, chứ không có bật hoàn toàn các bác nhé. Cái việc đó thì với nhiều bác khó tính thì đó cũng là một cái không chấp nhận được. Tuy nhiên theo em thì cái đó không có vấn đề gì cả, bởi vì TV được bảo hành tại nhà 25 tính từ thời điểm các bác mua hàng. Nên là đối với mà các bác mua những nơi xa, tránh trường hợp mua phải những con TV đã qua sử dụng, trả bảo hành hoặc nó bị lỗi sau đó mang về sửa chữa và bày lại bán cho khách. Đó là cái vấn đề cần cân nhắc, thì các bác nên lựa chọn những model mới của năm 2020. Đấy, những hàng nguyên hộp full box luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi một clip rất nhanh phân tích so sánh hai cái dòng Q80R và Q80T. Các bác nhớ nhé, trên nhau 5 triệu, một mã model mã cũ của năm 2019 và model mã mới của năm 2020. Cảm ơn các bác.